Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với môn Tiếng Việt. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi nhóm tác giả giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của. Chủ đề của tuần này sẽ là Mỗi người một vẻ và bài học ngày hôm nay là bài 2 Làm việc thật là vui. Cô hy vọng rằng sau bài học ngày hôm nay, các em sẽ thực hiện được các mục tiêu như sau. Thứ nhất, đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghĩ đúng dấu câu. Thứ hai, hiểu nội dung bài đọc. Thứ ba, biết liên hệ bản thân, chăm chỉ học tập, rèn luyện sẽ có nhiều niềm vui. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động khởi động nói về những việc em thích làm theo các gợi ý chơi đàn tưới cây làm bánh cô có các ví dụ như sau bạn lan thích chơi đàn bạn huy thích tưới cây bạn hồng thích làm bánh các em biết không ai cũng có những sở thích về công việc khác nhau và làm việc luôn đem lại cho mọi người nhiều niềm vui bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc Làm việc thật là vui để tìm hiểu công việc của mỗi người nhé. Các em hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc. Làm việc thật là vui. Quanh ta, mọi vật, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc, tích tắc, báo phút, báo giờ, còn gà trống gáy vang, o o o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy. Còn tu hú kêu, tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Cỏ xanh nuôi thỏ, nuôi bò. Cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ. Ngày xuân thêm tưng bừng như mọi vật mọi người bé cũng làm việc bé làm bài bé đi học học xong bé quét nhà nhặt rau chơi với em bé cũng luôn luôn bận rộn mà lúc nào công việc cũng nhộn nhịp cũng vui theo tô hoài cô vừa đọc mẫu bài đọc cho các em nghe các em lưu ý ở bài đọc này chúng ta sẽ chia làm 5 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ đầu bài, quanh ta, cho đến chữ báo giờ. Đoạn thứ hai, từ con gà trống, cho đến mau mau thức dậy. Đoạn thứ ba, từ con tu hú, cho đến nuôi bò. Đoạn thứ tư, từ cành đào nở hoa, cho đến thêm tưng bừng và đoạn thứ năm từ như mọi vật cho đến hết bài. Khi đọc, các em cũng cần lưu ý một số từ khó phát âm. Cô có từ tích tắc, tiếng tắc, vần ắc. Các em đọc tích tắc. Từ rực rỡ tiếng rực và tiếng rỡ có âm đầu là âm r khi đọc các em cong lưỡi rực rỡ Từ tưng, bừng, tiếng tưng và tiếng bừng có vần ưng. Các em đọc tưng bừng. Từ bệnh, rộn, tiếng rộn có âm đầu là r. Các em đọc cong lưỡi như cô đã hướng dẫn. Bệnh rộn Từ nhộn nhịp tiếng nhộn có vần ôn các em đọc nhộn nhịp Nào bây giờ các em cùng đọc lại với cô một lần những từ khó phát âm nhé. Tích tắc rực rỡ tưng bừng bệnh rộn nhộn nhịp. Ngoài ra, khi đọc, các em cũng cần lưu ý cách ngắt nghỉ hơi để câu văn có đầy đủ ý nghĩa. Bé cũng luôn luôn bận rộn mà lúc nào công việc cũng nhộn nhịp cũng vui. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nối tiếp theo đoạn làm việc thật là vui quanh ta mọi vật mọi người đều làm việc cái đồng hồ tích tắc tích tắc báo phút báo giờ con gà trống gáy vang o o o báo cho mọi người biết trời sắp sáng mau mau thức dậy còn tu hú kêu, tu hú, tu hú. Thế là sắp đến mùa vải chín. Chìm bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Cỏ xanh nuôi thỏ, nuôi bò. Cành đào nở hoa, cho sắc xuân thêm rực rỡ. Ngày xuân thêm tưng bừng. Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm việc. Bé làm bài, Bé đi học, học xong, bé quét nhà, nhặt rau, chơi với em. Bé cũng luôn luôn bận rộn mà lúc nào công việc cũng nhộn nhịp cũng vui. Theo tô hoài. Chúng ta vừa thực hiện xong phần luyện đọc. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài đọc các em nhé. đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần giải nghĩa từ mùa mang có nghĩa là gì mùa mang có nghĩa là cây trồng rồng vụ sản xuất nông nghiệp còn sắc xuân có nghĩa là gì sắc xuân có nghĩa là cảnh vật màu sắc của mùa xuân tưng bừng là gì các em nhỉ à tưng bừng có nghĩa là nhộn nhịp vui vẻ thường nói về quang cảnh tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi câu hỏi thứ nhất như sau em hãy nói về hoạt động của từng vật con vật được nhắc đến trong bài đọc hoạt động của cái đồng hồ ở trong bài đó chính là cái đồng hồ tích tắc tích tắc báo phút báo giờ còn hoạt động của con gà trống là gì à còn gà trống gáy vang o o o báo cho mọi người biết trời sắp sáng mau mau thức dậy còn con chim thì làm gì nhỉ à chim bắt sâu bảo vệ mùa màng còn tu hú thì kêu tu hú tu hú thế là sắp đến mùa vải chín câu hỏi thứ hai như sau bé làm những việc gì các em đã có câu trả lời chưa nào à câu trả lời sẽ là bé làm bài bé đi học học xong bé quét nhà nhặt rau chơi với em câu hỏi thứ ba bé cảm thấy như thế nào khi làm việc câu trả lời sẽ là bé cũng luôn luôn bận rộn mà lúc nào công việc cũng nhộn nhịp, cũng vui. Câu hỏi thứ tư. Chọn từ ngữ phù hợp để nói về bé. Cô có ba câu trả lời. Đó là lễ phép, chăm chỉ, thật tha. Vậy từ ngữ phù hợp sẽ là gì? Câu trả lời sẽ là chăm chỉ. qua nội dung bài đọc của ngày hôm nay cho chúng ta hiểu. Xung quanh ta, mọi người, mọi vật đều làm việc. Công việc đem lại niềm vui cho mọi người, mọi vật. Sau bài học ngày hôm nay, cô hy vọng các em hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện để chúng ta có thêm thật nhiều niềm vui. Chúng ta vừa thực hiện xong phần tìm hiểu nội dung bài. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện đọc lại các em nhé. Ở bài đọc này, khi đọc, giọng chúng ta cần thông thả, chậm rãi. Bây giờ các em cùng đọc theo cô nào. Như mọi vật, mọi người bé cũng làm việc. Bé làm bài bé đi học học xong bé quét nhà nhặt rau chơi với em bé cũng luôn luôn bận rộn mà lúc nào công việc cũng nhộn nhịp cũng vui cô vừa hướng dẫn các em xong bài đọc làm việc thật là vui bây giờ các em hãy dừng mang hình lại và luyện đọc lại một lần nữa toàn bài đọc ngày hôm nay các em nhé. Bây giờ các em hãy tự đánh giá những điều mà các em đã học và làm được qua bài học ngày hôm nay. Cô có 3 mức độ đánh giá, đó là tốt, đạt và cần cố gắng. Ở nội dung đầu tiên nếu em đọc trôi chảy bài đọc ngắt nghĩ đúng chúng ta hãy đánh giá ở mức độ tốt nếu em đọc trôi chảy bài đọc nhưng chưa biết cách ngắt nghĩ câu chúng ta sẽ đánh giá ở mức độ đạt nếu em đọc chưa trôi chảy bài đọc chưa biết cách ngắt nghĩ câu các em cần cố gắng hơn nhé ở nội dung thứ hai nếu em hiểu được nội dung bài đọc các em hãy đánh giá ở mức độ tốt nếu chúng ta hiểu được nội dung bài đọc nhưng cần sự hướng dẫn của thầy cô các em hãy đánh giá ở mức độ đạt nếu em chưa hiểu nội dung bài đọc chúng ta cần cố gắng hơn ở nội dung thứ ba nếu em biết liên hệ bản thân tôn trọng nét riêng của bạn rèn luyện để nét riêng của mình đáng yêu hơn chúng ta hãy đánh giá ở mức độ tốt nếu em biết liên hệ bản thân, nhưng cần sự hướng dẫn của thầy cô, chúng ta sẽ đánh giá ở mức độ đạt. Nếu em chưa biết liên hệ bản thân, các em cần cố gắng nhiều hơn. Chúng ta vừa thực hiện xong tiết học ngày hôm nay. Cô chúc tất cả các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau